Ok, chào anh em. Hôm nay mình sẽ review bản cập nhật mới nhất của iTero. Bản cập nhật này là có thêm nhiều tính năng mới mà rất nhiều game thủ iTero đang chờ đợi. Nên mình đã cập nhật rồi. Thì bản cập nhật này sẽ có một con anh hùng mới. Nó là đây, Sari. Mà mình đã nâng cấp nó lên cấp 36. Đang cố gắng nâng cấp lên cấp 40 để cộng máu cho tất cả anh hùng tối đa 300. Nhưng mà mình không đủ tiền. Theo như thông số thì con này nâng cấp từ cấp 1 lên cấp 40 là mất khoảng 320.000 vàng. Mình chưa đủ, mình mới có được ngần này thôi, mình mới cho lên được cấp 36 thôi. Thì cách lấy con Sari này thì các bạn vào Facebook bạn share cái link trong event của nó ấy. Là sẽ có Facebook của nó đây, Facebook của nó thì bạn vào phần option nè, phần option đây, option bấm vào mục hỗ trợ, nó sẽ có Facebook đó, các bạn bấm vào đó là sẽ có cái hướng dẫn các bạn lấy anh hùng mới. Bây giờ mình chuyển vào tiếng Anh. English. Ok. Cái bản cập nhật mới này thì nó sẽ có cái tính năng là Hero Duo. Có nghĩa là hai người chơi cùng chơi với nhau. Bạn muốn chơi thì bạn sẽ tạo một cái phòng và bấm nút Create. Thì nó sẽ tạo một phòng với một password bất kỳ. Password bất kỳ. Đó, và người bạn sẽ nhắn cái password này cho người bạn của bạn, khi người bạn đó cũng vào mục này chơi và bấm thêm cái mật khẩu này vào thì cả hai sẽ bắt đầu. Nhưng hiện tại bây giờ mình chưa có bạn nào để vào vì cái bản này cập nhật nó mới quá, các bạn bè của mình chưa có. Rồi đó, tính năng này là tính năng bản này thì cũng bỏ bỏ đi cái event Noel với cả event Event Tết rồi, chỉ còn lại nó sẽ còn cái đạn bay này, đạn bay với cái Adventure này, có nghĩa là đánh Unlimited, khi nào bạn chết thì thôi, có thể là 1 đến 200 màn thì tùy bạn. Quay trở lại mục đích chính, mình sẽ test con này, con hero mới. Hero mới, skin mới có nghĩa là sẽ gọi một cái cành cành cây để tấn công. Ok. Chọn rồi. Đó, đây là đồ đạc của mình đây, mình để nguyên, cầm cái chuyện quá cho vui rồi nhá. Chọn cái map nào dễ dễ tí cho lâu chết, map dễ dễ tí thì map thường thôi, map thường thôi, đánh bài hang sương đánh cho sướng nhỉ. Hang sương đâu đây hả? Không phải, đây là sa mạc, đây không phải. Đây rồi, hang sương. Ok. Test tướng mới. Action. Ồ, có nảy bật. Cái skill nảy bật này nên được ưu tiên đầu tiên này, sau đó là skill tăng tăng lực đánh. Khi mà dùng trượng nảy bật sướng. Mình sẽ cố gắng không chết. Vì mình chơi rất là kém. Để xem mấy con cây nó vụt như nào đã. Âm thanh hơi to, không sao, mình có cái áo giáp vàng mà đánh thoải mái, lo gì chết làm sao được. Chượng ngay đi sướng, chượng ngay cứ đứng một chỗ và nó tự tìm mục tiêu thôi. Chủ yếu là mình xem mấy cây nó vụt đấy. Đây này, cây gây nó ra đây này, nhưng mà có thấy nó vụt không nhỉ? À, nếu mà đến gần cái cây ấy, thì nó sẽ vụt. Khi quái vật chết sẽ tạo ra một cái cây, cành cây, và cái cành cây nó sẽ vụt mà mình chả thấy nó vụt gì cả. À, mình chọn gì á?
Nhìn người ta biết mà. Mình bấm vào đây là người ta biết thôi. Xem cái sức mạnh con này như thế nào. Mình cũng chưa thấy cái cây nó vụt phát nào các bạn. Hay là mình ngoài tập trung. Con này có vẻ hơi phế. Phế. Tiếng miễn phí thì nói chung là không khoái lắm. Vẫn còn thua Helix và Magic nhiều lắm. Toàn skin cùi các bạn ạ. Cho skin cùi quá. Con này bây giờ thì đầu nó chọc. À, gặp con này khó đánh lắm này, cái con này rất khó chịu này. Lên nó bắn một cái xong rồi nó lại té luôn, rất khó chịu con này. Lâu chết quá. Mất thời gian con này. Ăn nguyên cả một đạn vào người. Mà đánh con này nó à, có cây này này nhưng mà cây cây chả làm gì à? À có chém, có chém. Cây nó chém nhưng mà thằng đầu lâu chém ấy. Nhưng mà có nghe chừng có vẻ yếu lắm. Thôi được. Cứ để test nha. Tí nữa nếu mà đông quá anh em nha. Hiện tại mình đang cầm hai nhẫn sói để tăng 10% sát thương chí mạng. Trời, bây giờ mới đến cửa mấy đây? Ôi dồi ôi, cửa 6 à? Chết rồi, bao giờ xong bài này? Ngất người. Thì đã lấy cái mũi tên 3. Trượng bánh mũi tên 3 là mạnh nhất. Ái à, hàng ngon, hàng ngon. Hàng ngon thưa các bạn. Đã rơi ra một cái trượng đang cần. Đang thèm trượng tự nhiên lại có được trượng. Thì ra lấy cái hút máu rất là lành. Nói chung mình mua con này chủ yếu để nâng cấp lên level 40 lấy nội tại cho các con khác thôi chứ mình cũng không hy vọng gì con này nhiều. Con này lên cấp 60 à cấp 40 nó cộng thêm 300 máu cho tất cả các anh hùng. Cấp 80 như cộng lên 5% chí mạng cho cả anh hùng vậy. Thôi tạm thế. Ồ, chó điên, chó điên. Thưa các bạn, chó điên. Tốc đánh chậm quá. Tốc đánh chậm lắm. Rồi, thôi kệ. Tí đã có đồ chơi. Bây giờ phải chịu khó vẩy 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 từng cái một này. Yếu quá. Yếu ẩn chết. Lăn đùng là chết. Trời ơi, sao lại toàn skin chán thế này. Chữa lành thôi, sắp chết rồi. À chùm. Con này con gì đây? À, dạ. Úi dồi, còn hai con nữa kìa. Quái. Thôi thôi thôi. Thôi thôi thôi. Thôi thôi. Đùa đấy. Con Helix thì càng ít máu càng mạnh. Nhưng con này thì càng ít máu càng sợ.
chết rồi, sắp chết rồi. Ok. Con này ăn mặc nhìn diêm dúa quá nhỉ. Áo lông chim rồi. Mặt thì che mặt nạ. Trông có vẻ rất ngầu. Nhưng mà yếu vãi. Mình để ý mấy cái tỷ lệ mọc cây của nó không nhiều, không không phải là bất kỳ con quái nào chết nó cũng mọc cây, và cái cây thì lâu lâu nó mới đập được một lần. Cái đam cây chắc là bằng 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 đam đánh thường của mình thì phải. Trời ơi, nó toàn cho tôi những cái skin gì gì thế này. Ngáo người. Đã nghèo gặp eo. Đầm quá. Thôi. Em xin các anh. Nói chung là đánh trượng thì cũng lành thôi, nhưng mà cần phải có tốc độ đánh một chút. Rìu kinh lắm các bạn ạ, bọn này nó phi rìu đừng hỏi. Thôi. Đúng rồi đấy, chúng ta bây giờ mà có tường này thì đừng hỏi ấy, nha. Nhưng mà bây giờ nó không quay ra tường lẩy thì biết làm sao, thôi kệ nó, có sao anh vậy. Nhạc nào anh cũng nhảy, không vấn đề gì cả các bạn. Hát máu đây rồi, hát máu là cũng ổn rồi đấy. Hát máu là hút máu khi đối phương chết. Ui, thôi, hai con. Thôi, chết. Thôi, nhẹ nhàng thôi, ai làm thế. Rồi, ok. Tôi giả vờ chúng nó tí mà chúng nó tin tưởng thật các bạn. Nó lao vào. Ok, là đấy. Máu đến 7.000 rồi. Ngon lành rồi. Ôi trời, rìu đông quá. Mọi rìu vào bánh rất khó nhìn. Cái đường trở về của nó. Nghe các bạn quan sát thì mấy cái vòi nó vụt. Chán không? Nó mọc ra như kiểu nó đứng nó ngắm mình. Nó bảo ấy, đồng chí làm việc đi. Nó sinh ra nó. Mình gọi nó ra giúp mình mà cuối cùng nó đứng ra nó gọi là làm cốc nước chè ngắm mình đánh. Chán thật. Không sao. Không vấn đề gì. Sợ gì. Mình có hút máu cơ mà ngại gì. Con mèo á, con helix á, à con mèo của con mèo dích á, con đấy con đương con nó còn đánh xuyên tường, nó lao thẳng vào đối phương, nó còn xuyên cả tường luôn cơ mà nó vẫn lợi hơn con này. Con này mọc cây chỉ để ngắm. Có lẽ mình nên đặt đặt lại tên con tướng này là tướng bonsai, chuyên trồng cây để ngắm. Tiền những trả tốn thì vì con này miễn phí mà mình có mất được tiền mua đâu. Con này nó mình chỉ cần vào Facebook mình like, mình share, mình tặng chìa khóa cho mọi người khác là mình sẽ được con tướng này thôi, không mất tiền, chỉ có mất tiền up nó lên thôi, mất mất 300.000 vàng thôi chứ còn cũng không tốn ngọc.
Khi nào các bạn là có được bản cập nhật mới ấy, thì các bạn nhớ vào Facebook của Aichiro này mà làm theo cái event của nó, thì nó sẽ tặng cho các bạn cái chìa khóa. Bạn cầm cái chìa khóa đi, bạn chia sẻ cho một Facebook khác, người ta mở dương nha, thì bạn sẽ có được thêm cái chìa khóa nữa, là hai bạn hai cái chìa khóa. Cái dương nó có hai chìa khóa, mở ra sẽ ra con này. Thế thôi. Chùm à? Why? Rồng 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 rồng. Thấy bảo bản cập nhật này nhìn được cả đuôi rồng rồi mà. Bản bản trước thì chưa thấy được đuôi rồng, nhưng bản này thấy được đuôi rồng. Chả thấy đuôi rồng đâu cả. Vẫn chỉ nhìn thấy được một nửa rồng. Nó cho cái mũi tên cùi quá, tự nhiên có hai cái mũi tên bắn hai bên, mũi tên giữa mạnh nhất thì lại là mũi cùi kinh người, sống hay chết trả lời ngay. Đây này, đi vào cửa này, quả này đâm đầu chết này. Ok, vậy là mình đã xong video test tướng mới và bản cập nhật mới. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video thú vị khác. Mình là Fan Block. À đây, mình giới thiệu các bạn đồ nghề của mình đây nữa nhé. Mình đang dùng hai con dơi, một con dơi lởm, hai con nhẫn sói. Nhẫn sói tăng tốc độ đánh, tăng chí mạng, một cái trượng ghẻ. Vậy thôi, nhưng mà chẳng có vấn đề gì cả. Đáng lởm lắm.